Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Ở trong cái livestream ngày hôm nay, bên Huấn Audio thông báo hàng về một số mẫu kèn cho đến phân tần, một số mẫu đã hết để mời anh em mình tham khảo. Anh em vào livestream chém gió cho vui. Chào tất cả anh em nhé. Trong nay ngày nay em thông báo hàng về một số mẫu như kèn 25XT, kèn 29 và kèn 23XT đều có hàng cả. Cái họ nhà XT này. Kèn là có giá bán là 350 một đôi anh em nhé. Còn là 20 3XT và tụ trở phân tần để tặng quý khách cũng về rất nhiều. Bên em tụ trở là về mỗi năm là về mấy nghìn con để tặng cho khách, vì kèn là bên em bán nhiều. Và cũng trực tiếp thông báo đây là phân tần 792 thì cũng về được 10 bộ, nó hết hàng cũng về được tạm 10 bộ. Phân tần này đánh loa cho full đơn, một bát và một kèn. Phân tần đang rất lên cao nhưng bên em vẫn hỗ trợ giá, vẫn giữ nguyên 390.000 đồng một đôi, bao ship toàn quốc. Cũng phân tần thì về được 10 bộ ở đây. Bây giờ thông báo hàng về con phân tần khủng long nữa. Con phân tần khủng long phân tần 2010, con phân tần này đánh cho hai bát 40 50 côn 100. Phân tần đánh cho bát 50 thì hiếm có anh em, ít có, con mình phải chọn những con phân tần khủng đánh mới nổi. Nay em này không mang cái chân máy quay nên lại cầm tay, làm một tay hơi vất vả. Phân tần quá khủng long luôn, hai cuộn xeo cho hai lo bát, một cuộn xeo cho lo tép, hệ thống bóng đèn bảo vệ. Em đi báo giá cái dòng kèn nhá, để cho anh em mình tham khảo. Dòng kèn 23XT giá bán 350 một đôi, bao ship toàn quốc. Cấu hình của nó là từ 8 cm, quận tiếng côn là 26. Vâng, chào anh Dạch Văn. 350 một đôi củ anh em nhé, bao ship toàn quốc và được tặng tụ trở bên em hôm nay về được khoảng 1.200 con. Tụ trở mỗi thứ 1.200 con tặng cho khách. Em một năm nào cũng về được khoảng tầm bán được khoảng 2 lần như này, tụ trở thì bán được khoảng tầm 2.400 đến 2.500 con trở sứ để tặng cho khách, thì nó tương ứng với kèn thì nó rơi vào tầm từ 700 đôi kèn, vì cả cho 4 con nữa, mình cộng hai cho một năm đi khoảng tầm 700 đôi kèn. Riêng mã kèn 23XT này thì có thể đi một năm là trên 100 đôi này. Nguyên con này không, một năm trên 100 đôi. Kèn 25XT mã mới về nhưng được rất nhiều quý vị và các bạn tin dùng. Từ 9 cm côn 35, giá bán là 550 một đôi, bao ship toàn quốc. Và con kèn D250 từ 10 và côn 35. Con này thì hay có tiếng này anh em nhé. Vâng, anh ơi, kèn là để hỗ trợ cho loa tép. Phân tần 4 đường tiếng anh, phân tần 4 đường tiếng trong clip này thì em không chuẩn bị sẵn anh nhé. Anh em đợi, hoặc anh em có thể quan tâm phân tần 4 đường tiếng thì anh vào trong Zalo em gửi ảnh cho. Vì em phân tần 4 đường tiếng có sàng sẵn số lượng nhé, đang còn khoảng tầm 30 đôi tại nhà.
Con kèn nói lại kèn D250 từ 10 và côn 35 cho chất lượng âm thanh con kèn này thì có quá là hay luôn, quá là có tiếng luôn. Vâng, chào anh Quân Bùi. Có tiếng rồi, hay con nổi tiếng con này. Kèn D250 anh em vừa xem là giá bán là con đấy 600.000 đồng một đôi và bao ship toàn quốc. Đây là kèn JBL 29XT từ 12 và côn 44. Chuyên ghép với bát 30 40 và côn 75. Đánh bản gia đình. Tiếng tốt và giá êm. Kèn có giá bán là 700 một đôi, bao ship tận nơi. Kiểm tra nhận hàng mới phải thanh toán. Nhận hàng kiểm tra rồi mình phải thanh toán. Và đây là một trong con kèn khá là nổi tiếng ở bên Huấn Audio. Chào anh em đi ạ. Hàng của Mỹ đang không có đây anh ơi. Một trong con kèn mà nổi tiếng ở bên em, hàng đầu bên em. Nó cho số lượng đi rất lớn. Kèn RCF N850 nhưng nó thuộc phân khúc kèn 450 anh em nhé, nghĩa là côn 44. Chào anh Tư Ca, chào Ngọc Đỗ. Tép kèn cho nó cây thì có một số dòng anh ơi, như dạng anh có thể lấy con 23XT, phễu của nó là phễu 12 vuông anh nhé, phễu 12 vuông. Hoặc là anh có thể lấy con kèn 25XT này cũng được, lấy phễu 12 vuông nép vào đa cây rất hay. Con chép N850 nó thuộc kèn 450 từ 140 côn 44 và có giá bán là 950 một đôi bao ship anh em nhé. Và quay lại cái phần tần lúc anh nói chưa nói giá, phần tần đánh cho loa hội trường đánh cho bát 50, một trong những con phần tần khá là gấu, đánh cho bát 50 từ 22 côn 100. Anh ấy có phần tần 4 đường tiếng cho bát 20 anh nhé, có phần tần đó. Và phân tần này có giá bán là 950 một đôi, model là 2010. 2010. Anh ơi, tất cả những cái kèn ở đây là bên em bán là bán cũ thôi. Còn phễu thì anh em phải mua thêm. Phễu thì có các loại phễu như 12 vuông, 16 vuông, 20 vuông. Đây là dòng cho những cái dòng xoáy như này. Và chữ nhật thì có 11 x 28 và 15 x 32 cm. Đó là về phễu. Anh ơi, mạch mà đấu song song như thế thì nó là 8 ôm anh ơi, 8 ôm. Có anh đấu đấu như thế là 8. Tụ trở thì bên em sẽ chương trình tặng tụ như sau. Khi anh em mua củ không, củ không củ kèn, ví dụ anh em mua một đôi củ kèn hai cái kèn 25XT này thì có giá bán là 550 một đôi và được tặng hai tụ vàng và hai chả sứ. Chả sứ ở trong hộp em chưa cậy ra, được tặng hai tụ và hai chả. Đây là số lượng này em về tổng cộng là 1200 con, 1200 con tụ và 1200 con chở để tặng cho quý khán giả của bên em. Bên em bán kèn nhiều, bây giờ có nhiều bác gọi em là huấn kèn này. Một năm đi có từ 500 đến 700 đôi kèn. Một hộp như này là có 200 con. Và đây tất cả là 6 hộp. Tất cả là 6 hộp là 1200 con trở sứ. Và đây là 12 túi tụ vàng, mỗi túi 100 con. Khi các bác mua thì được tặng tụ trở đầy đủ. Con loa anh ơi, Quân Bùi em có loa anh nhá. Loa bên em thì cũng có khoảng tầm 30-40 loại. Nhiều. Anh có thể vào kênh để xem những cái chương trình loa đài của bên em. Bên em thì nó đa dạng từ loa âm ly, đa dạng cả loa bãi BMB đang có hai mã 455 và 450C. 455 đang có những chương trình giá cũng êm, chỉ có 3 triệu 3 một đôi 455 thôi.
Đây là đôi đẹp, cũng là tương đối đẹp chứ không phải là xấu, khá đẹp. Giá là quá tốt rồi. Tụ trưởng. Về những chương trình đấu ghép thì anh em có cần những cái hỏi chuyên sâu thì anh em vào Zalo, bên em sẽ tư vấn. Anh có tép 720 không? 720 có nghĩa là côn 72 đúng không anh Quân ơi? Côn 72 thì bên em có hàng anh nhé. Côn 72 có hàng. Có hàng đấy. Cái gà vỏ thùng anh em này. Đây vỏ thùng 6012 bên em cũng có này. Để dựng lên loa này. Đây là đôi vỏ này là đang dựng lên cho khách này. Hôm qua đi một đôi, nay lại dựng một đôi đi tiếp. Bên em có cả loa, cả tép, tất cả để dựng lên. Anh em nhé. Tất cả mọi cái đầy đủ hết. Anh em có hỏi cái gì thì cứ hỏi. Lâu lâu em mới lại lên live stream với tất cả khán giả trực tiếp như này. Anh em có thắc mắc về tụ trở hay về phân tần bát tép với em đầy đủ có cả nhá. Bát từ 10 cho đến 12, bát 16, bát 20, bát 25, bát 30 và bát 40. Bên em này đầy đủ hết. Anh em vào kênh xem mà bác nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh ủng hộ bên em nhé. Để cho em đạt được 100.000 sub. Đôi bát 25 từ 17 gân mút. À, chỉ có từ 16 anh ơi, từ 156 thôi. Chứ không được từ 17 đâu. Giá bán 1 triệu một đôi, bao ship tận nhà. Nhận hàng kiểm tra thanh toán. Những cái mã mà bát 25 30 thì bên em mua hàng thì không phải cọc. Những bát 40 thì các bác mua thì phải cọc. Cọc một tí 50 ngàn để làm tin thôi, chứ không cọc nhiều. Tép neo 450 giá bán là 1 triệu tư một đôi bao ship anh ơi. Anh Toàn Trần. Loa lời trở sứ bao nhiêu thì hợp lý? Loa lời bát 16 thì anh dùng trở sứ watt à? Anh cứ dùng khoảng 20W là thoải mái. Anh ơi, côn check thì bên em chỉ có những cái côn check dành cho những cái dòng của bên em bán ra thôi. Đây em ví dụ ra cho anh em mình xem, anh vừa hỏi nhá. Em lấy cái côn này có cái sẵn đây. Đang chuẩn bị gửi đi về cho bác ở dưới thạch thất một đôi này. Cái côn kèn bên em ấy thì những cái dòng em bán ra anh ơi thì em mới có côn thôi. Vì cái côn kèn là nó đau đầu lắm. Nó không đơn giản như mình nghĩ. Ví dụ như con kèn L850 này này, nó là côn 44. Nhưng nên nên lục tung cả chợ rồi không có cái nào vừa luôn. Đi mỏi chân không có cái côn nào vừa con này. Đấy là nhọc lắm, này phải nhập trực tiếp từ bên Trung Quốc về, thì rất là lâu, khi gần nửa tháng mới có. Những cái dòng như con 25XT này hay những con D250 này thì bên em bán ra thì sẽ có nghĩa vụ phải nhập côn kèn về, để các bác mua hàng bên em thì em sẽ bán lại cho các bác với giá tốt nhất thôi. Chứ còn anh em khác mua ở đơn vị khác đến đơn vị em mua là không có, là thứ nhất. Cái thứ hai là nó không vừa anh em nhé, nó không vừa đâu, nên mình không không nhớ quay mà không bán, không không phải là không muốn bán mà nó không vừa. Ví dụ bây giờ cái côn này 44 này nhá, anh em nên lên chợ mà anh em không biết mua về nó lắp nó không vừa luôn, khổ lắm. Đây như cái con 25XT này, không tí em gửi về chỗ thạch thất đây một đôi. Bình thường là nếu anh em mà mua thì bên em sẽ hỗ trợ, thì lấy giá bên em nhập vào và cộng tiền vận chuyển thôi, mấy tiền xe ôm đi nhập hàng thôi, không đáng, không lãi lời đâu. Ví dụ như con này kèn này 550 một đôi thì đôi côn này, cái côn này phải mất một khoảng 100 một cái anh em nhé, khoảng 100 một cái côn đấy, côn 35 này. Phân tần đánh cho hai bát 30 thì đánh cho côn 65 thì bên em có phân tần A400 anh ơi, A400 con đấy đang giá đang lên 420 một đôi.
Và anh nào vừa hỏi nhỉ, hỏi về loa tép của 455 à? Anh cái loa tép của 455 thì có cái dòng hai từ của cái thằng tròn thôi, chứ không có dòng một từ của nó đâu. Thằng ấy là 250 một đôi. Như anh em thì có hỏi những con tụ trở này thì có bán hay không? Thực ra là bán không được, nhưng cái tiền vận chuyển anh em nó thật lòng vận chuyển mất tầm 30.000 một một đơn đơn này, đơn mấy cái tụ. Bác cho hỏi một chút, bát 25 từ to và từ bé khác nhau gì không? Anh ấy bát 25 mà từ to và từ bé thì nó khác nhau về công suất. Vì anh lắp vào loa full hay loa nằm nữa, hay loa cây. Loa cây thì càng lấy từ nhỏ thì hơn. À, quay lại câu chuyện là tụ trở, anh em có hỏi là có bán hay không, thì thực ra là bán cho anh em thì mình không phải không muốn bán, bán thì cũng bán được, nhưng cái tiền vận chuyển nó rất là nhiều. Ví dụ như một đơn hàng mất vận chuyển mất tầm trên 30.000 tùy vùng miền. Tải đi, em có điện thoại em tắt đi tí, tí gọi lại cho khách, quên không tắt chuông. Quay lại câu chuyện là nói về cái tụ trở. Tụ trở thì mình có bán, nhưng mà anh em lưu ý vận chuyển nó cao, khi nó đẩy cái đơn hàng mỗi cái tụ trở không nó lên tới 70-80 nghìn thì nghe nó buồn cười. Thì anh em mà có muốn mua thì vui lòng đến các cửa hàng điện tử gần nhà, họ bán cho đắt rẻ một tí thì nó vẫn rẻ hơn là ship. Anh em tốt nhất là như thế. Còn các bác nào ở loanh quanh Hà Nội thì đến nhà em mua được thì em bán giá hết sức hữu nghị luôn. Gần như anh em mà đến mua thì biết, thì bán gọi là không đủ tiền xăng đi đi lấy cái lô này. Kênh lên mỗi con vài nghìn đủ lấy tiền xăng. Ở bên em có cả những cái ốc mà anh em nào muốn chôn chân vào đây này, chôn chân vào thùng gỗ nhá. Thì có cả ốc vào hoa khế chôn âm ở trong này này. Anh em nhá, dạng như trong thùng này anh em này, này, đấy, chôn âm này này. Bác nào mà có nhu cầu muốn chôn thì báo bên em sẽ nhập nồi đấy về. Cái con đấy thì em cũng nhập về thì các bác muốn lấy số lượng thì mới chuyển được, thì ít quá thì cũng không bó chuyển mà vận chuyển lại cao. Anh ơi, tất nhiên là phun đôi nó phải nực hơn phun đơn rồi anh ơi. Phun đơn thì nó có một loa thôi, một loa bát, rồi phun đôi nó hai bát thì tất nhiên là nó phải hơn rồi, nó mạnh hơn nhiều. Anh ơi được anh ơi, anh nếu anh mà muốn làm cái bát 20 của nó dàn Sony đấy, mà anh muốn làm loa lời để chọn lời karaoke thì cái đơn giản lắm anh kiếm một con tụ duy nhất nha. Mỗi cái loa ấy, anh gắn cho một cái tụ 6,8 mi. Thế là xong phim. Chả phải làm gì cả. Trước khi đấu vào loa thì đấu con tụ ấy trước, vào con tụ ấy trước là được. Thế là hết chương trình. Vâng, anh em có hỏi gì nữa không? Nhờ em xin phép dừng cái livestream ở đây để đi ăn cơm. Anh em nhà mình ở chỗ số 316 đường Tây Mỗ. Mặt đường. Em sẽ báo giá qua mấy con kèn một chút rồi em dừng livestream nhá. Cũng bây giờ cũng là hơn 12 giờ đi làm bát cơm. Đầu tiên là con kèn nhỏ nhất trong cái livestream ngày hôm nay, đó là con 23XT. Giá bán của nó là 350 một đôi cũ, bao ship toàn quốc, tặng hai tụ và hai trở. Tiếp tục đến là con 25XT. Từ 9 cm côn 35, giá bán 550 một đôi bao ship, tặng hai tụ hai trở. Kèn D250 từ 10 côn 35, giá 600 một đôi bao ship, tặng hai tụ hai trở. Kèn 29XT từ của nó là từ 12 cm côn 44 mini, giá bán 700 một đôi bao ship, tặng hai tụ hai trở. Kèn RCFL850 từ 14 côn 44, giá bán
950 một đôi, bao ship tặng hai tụ và hai chở. Mạch B3 4 sò bên em có hàng anh nha. Có hàng. Con đấy giá 1 triệu bao ship tận nơi. Giá đang lên vẫn giữ giá thôi. Và có hai cái phân tần trong quả clip này em nói giá luôn, là phân tần là 2010 là 950 một đôi, bao ship tận nơi. Không có phí hàn dây. Phân tần này nặng lắm, phải tầm 1 cân một chiếc. À, một số anh em có thắc mắc nữa, để giải thích cho con livestream này luôn tiện đây. Anh em có hỏi là cái cuộn xeo này có phải dây đồng hay không? Thì cuộn xeo chắc chắn là dây đồng anh em nhé, chắc chắn là dây đồng. Anh em yên tâm điều đấy, chắc chắn là dây đồng. Và phân tần là 792, phân tần đánh cho full đơn 792. Và có giá bán là 390.000 đồng một đôi bao ship toàn quốc, nhận hàng kiểm tra rồi mới phải thanh toán. Và em xin phép dừng ở cái livestream này đây. Cảm ơn anh em đã theo dõi và hẹn anh em ở một cái livestream sớm nhất từ bên em.